xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay 16 tháng 6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18-21 độ Vĩ Bắc đang hoạt động mạnh, nên khu vực Vịnh Bắc Bộ và cả Bắc Biển Đông đang có mưa dông mạnh. Trong 2-3 ngày tới, thì rãnh áp thấp này sẽ tiếp tục hoạt động mạnh, nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, vẫn sẽ có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét, biển động. Bên cạnh đó, thì Vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, đi kèm khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, nên tàu thuyền cũng cần phải đề phòng. Với các vùng biển ở phía Nam như là khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, từ Cà Mau tới Kiên Giang lại chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, sóng biển khá cao và kèm theo thời tiết sẽ có mưa rào và dông mạnh, nên phần nào gây cản trở tới hoạt động của tàu thuyền. Theo nhận định, thì các nhiễu động thời tiết kèm theo gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh tại các vùng biển này sẽ khiến cho mưa dông có chiều hướng gia tăng thêm, đặc biệt là trong ngày 19 và ngày 20 tháng 6. Kèm theo đó là khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh nhiều hơn tại vùng biển ven bờ, từ Bình Thuận cho tới Cà Mau. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, thì bà con nên hạn chế cho tàu thuyền ra khơi trong những ngày cuối tuần này. Và tiếp theo, xin mời quý vị cùng bà con đến với những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu với tình trạng nhiều mây, kèm theo những cơn mưa rào và dông trong đêm nay và ngày mai. Vì thế, bà con cần thận trọng với lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn dông có thể làm chao đảo tàu thuyền, nhất là với các tàu có trọng tải nhỏ. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết cũng đang có sự thay đổi. Vùng mây gây mưa cũng sẽ lan xuống vùng biển này trong đêm nay và ngày mai. Mưa rào và dông khả năng xảy ra nhiều hơn ở phần phía bắc của khu vực, khiến tầm nhìn xa giảm thấp trong mưa. Các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực này cần phải lưu ý vì có thể xảy ra gió giật mạnh trong cơn dông. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, mưa rào nhẹ có thể xuất hiện ở vài nơi, gió thịnh hành hướng Tây Nam đến Nam và hoạt động với cường độ khoảng trung bình nên tình trạng biển vẫn sẽ bình thường. Nhìn chung, thời tiết và sóng gió không gây nhiều khó khăn cho các hoạt động hàng hải. Vùng biển Bình Định, Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió Tây Nam có xu hướng giảm dần về cường độ nên tình trạng biển sẽ trở lại ổn định. Tuy nhiên, khả năng từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 thì mưa dông xảy ra nhiều hơn. Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan nên các tàu thuyền cần phải lưu ý đề phòng đảm bảo an toàn. Xuống đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, gió Tây Nam vẫn đang duy trì cường độ khá mạnh. Trong đêm nay, ngày mai cũng như là 2 ngày tới thì cường độ gió vẫn sẽ ở mức là cấp 5, cấp 6, sóng biển khá cao, dao động trong khoảng là từ 2 cho đến 3 mét, tình trạng biển động. Từ ngày 18 tháng 6 trở đi, gió có lúc giảm đôi chút về cường độ nhưng mưa rào và dông lại có phần tăng thêm. Mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh nên không an toàn cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực. Chuyển sang vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, gió thịnh hành hướng Tây đến Tây Nam với cường độ không mạnh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mưa dông không những chỉ xảy ra vào lúc chiều tối mà còn có xu hướng tăng nhiều hơn và xảy ra bất kể thời điểm nào trong ngày. Đồng thời, trong cơn dông còn kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy, gió giật mạnh nên sẽ gây khó khăn hơn cho tàu thuyền lưu thông và hoạt động. Tương tự như vậy, vùng biển Vịnh Thái Lan, gió cũng phổ biến hướng Tây đến Tây Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4, tình trạng biển bình thường. Thời tiết diễn biến xấu với mưa dông vẫn xảy ra dưới diện rải rác. Ngoài ra, đến ngày 18 tháng 6 thì còn có khả năng là tăng hơn về cường độ, kèm theo hiện tượng lốc xoáy, gió giật nên tàu thuyền cần phải hết sức cẩn trọng. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đang hoạt động mạnh nên thời tiết trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Cùng với đó thì cường độ gió luôn duy trì ở mức là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc cũng là vùng chịu tác động của trường gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên mưa dông xuất hiện ở diện nhiều nơi khiến tầm nhìn xa giảm đáng kể xuống dưới 10 km. Đồng thời, cường độ gió Tây Nam cũng mạnh ở mức là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển duy trì ở mức cao nên tình trạng biển động. Vì thế, tàu thuyền tránh ra khơi trên khu vực này để có thể đảm bảo an toàn. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, sông Tử Tây. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ phổ biến ở mức là cấp 5 với những con sóng cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Ngoài ra, về chiều tối thì thời tiết cũng có mưa dông xảy ra nên tầm nhìn xa sẽ nhanh chóng giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Vì thế, tàu thuyền cần phải hết sức lưu ý đề phòng. Cảm ơn quý vị cùng bà con theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!